Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở đường quốc lộ 50. Phía trước chúng ta là ngã tư của quốc lộ 50 với đường đại lộ Nguyễn Linh. Hiện tại thì mình đi lúc 8 giờ sáng nên khu vực ở đây rất là đông. Bây giờ mình sẽ ra phải vào đường Nguyễn Linh. Phía trước có mấy anh cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Đại lộ Nguyễn Linh này thì nói chung mình đi dễ không dễ mà khó cũng không khó. Chủ yếu là mình quan sát biển báo biển báo và dịch cái đường hướng dẫn mũi tên ở dưới dịch cái đường. Đại lộ Nguyễn Linh này thì rất là rộng, có tới 3 làn xe hơi và phía trong có một làn không hợp. Đây nó lớn nên nhưng mà đường Nguyễn Linh cũng hơi xấu. Mình đặt camera trên xe nên nó hơi rung rách chút xíu. Đi đường đại lộ Nguyễn Linh này thì đường Nguyễn Linh thì mình chủ yếu mình đi đúng cái làn đường để quy định tốc độ. Nhớ mình đi mình phải chỉ chủ động được cái hướng đi của mình để mình chạy cái làn nào cho phù hợp. Gõ trái thì mình chạy xét qua bên cái làn bên trái, còn đi thẳng thì tốt nhất mình chạy lên phía giữa. Mình chuẩn bị ra trái nên mình chọn cái lên bên đây nha các bạn. Lên này lên chút xíu nó có mũi tên chỉ rẽ trái. Trước đây mình sẽ rẽ trái vào đường Phạm Hùng. Dưới dịch cái đường nó có mũi tên chỉ đi thẳng rồi về trái.
chứ bạn đi chính lên đến giữa mà không có tôi đi thẳng mà rẽ trái là sai nha. Đây là đường Phạm Hùng. Đường Phạm Hùng này thì mình thấy hai bên buôn bán rất là nhiều. Ở đây mình thấy buôn bán như là một cái chợ nhỏ, buôn bán đủ đồ thức ăn, xen kẽ đó cũng là những mặt hàng khác. Phía trước là ngã ba đường, nếu mà mình rẽ trái đường Tạ Quang Vũ, rẽ về bến xe quận 8 mới bên phải đó là nhà thờ mà Nam Hải. Mình tiếp tục đi thẳng lên cầu Chánh Hưng. Không vậy, không liễu á.
Vừa qua cầu Chánh Hưng là cầu Nguyễn Tri Phương. Ở đây thì có cứ kẹt xe rất là nhiều. Chơi gì đâu mà chơi, đã tao làm ở đó mà chơi gì đâu, chơi ăn uống gì được, bao nhiêu đâu mà chơi. Đủ mẹ mẹ ăn đó mẹ ăn 400 là mày thua phải 4 triệu, mẹ ăn 2 triệu như bà bãi đó. Ở cái bến ở sân Tâm Bình Nghị, dời đi, dời đi, bả lời 10 mấy triệu. Hôm nay bả lời bả cúng sướng bả 1 tháng 7 triệu. Bà bãi chị của thằng, cái thằng gì còn khùng ở chỗ đầu bờ Vinh rồi đó, thằng gì, thằng Sơn, thằng gì đó. Trước mắt cho người ta bày cho mình chơi đó mà ăn uống gì đâu mà cuối cùng về chủ hết rồi, chủ đó là rất làm khó vậy đó, bán ngựa luôn ngựa, cuối cùng về chủ, về chủ hết rồi. Bà ba ăn là ông thua đó, mày tính đi. Thì trước là cầu Chánh Hưng người trúng đó làm khách là 300 vé hả? Vé 2.000 vé nhiều, vé 1.000 đó, 10.000 đó. Còn có cái vòng ấy là khoảng bán 4-5 vòng mà trúng qua vé 1 á, ăn không? Trúng có 2 triệu mà đôi khi nó bán đủ, mà 20 triệu nó bán, lời có 2 triệu đó. Lần đầu tiên trúng có 300 ngàn mà 300 ngàn là bán phải 100 mấy chục vé. Rồi sao lên 400, lên 500. Là tao làm đô tô mà tụi bay chơi, mà ăn uống gì đâu mà chơi, mà chơi, trời ơi. Các bạn thấy cái bồn nó trắng bên tay trái nha, bên góc bên trái màn hình. Cái bồn đó là ngày xưa là công viên đại thế giới nước, mà như sau dịch đến giờ mình thấy như là đập cửa. Trung tâm đó là khu vui chơi nha, đại thế giới nước. Vô đó mình tắm, bơi lội về vị trí trong đó. Trong đó có rất nhiều trò chơi. Cho nên mình thấy bây giờ đóng cửa. Trên đoàn lô tô tao á, bà nó bán con trúng 12 vé đó, vòng vòng nó mua trúng ráo luôn á. Đặc biệt á, 58 là lại. 58 là lại. Trúng là mấy triệu. Trời ơi, nhà nước là tính trên đầu mày á. Còn đây là đường ngược phải là đường Trần Hưng Đạo. Không có gì mà trên đời này mà nói mà cho không. Trần Đạo đó, nếu mà chạy thẳng đường Trần Đạo luôn dẹp tới chợ Bến Thành luôn. Còn ở đây mình rẽ trái sẽ đi về cái xe chợ lớn. Bên phải là đường Nguyễn Trãi.
Thằng 14, thằng 12 học gì? Ra chưa được con nắng ơi, đi ra hai cái ấy gì đồ. Không có học gì đây.